Ung thư là một căn bệnh quái ác, có rất là nhiều người mắc phải căn bệnh ung thư. Hiện tại thì trên thế giới vẫn chưa có phương pháp để điều trị căn bệnh ung thư. Không chỉ ở thế giới và tại Việt Nam thì những số bệnh nhân mà mắc phải căn bệnh ung thư này thì rất là nhiều và con số thì ngày càng gia tăng, đúng không ạ? Vậy thì ung thư là gì và nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng ung thư, và tinh dầu thông đỏ thì có tác dụng như thế nào đối với bệnh nhân ung thư, thì Thu mời cả nhà mình cùng xem hết video của Thu ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái căn bệnh ung thư và những cái tác dụng tuyệt vời mà tinh dầu thông đỏ nó mang lại cho những bệnh nhân ung thư ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu qua về căn bệnh ung thư nhé. Thì ung thư nó là một nhóm các cái bệnh liên quan đến cái việc tăng sinh tế bào một cách mất kiểm soát, và những tế bào đó thì có cái khả năng xâm lấn sang những cái mô khác bằng cách phát triển trực tiếp vào những cái mô lân cận hoặc có thể di chuyển đến các cái tế bào khác trong cơ thể. Chúng liên kết với nhau để tạo thành các cái khối u. Hiện tại thì các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra hơn 200 loại ung thư khác nhau. Mọi người thấy có nhiều không ạ? Khá là nhiều luôn, đúng không ạ? Và cái nguyên nhân gây ra căn bệnh ung thư thì nguyên nhân chính thì vẫn chưa được xác định, nhưng các nhà khoa học đã tìm ra cái sự liên cái mối quan cái mối liên quan giữa ung thư và các cái thay đổi gen ạ. Thì khi gen bị đột biến sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng và các hoạt động của tế bào. Có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng ung thư. Thứ nhất là do di truyền. Di truyền thì cái tỷ lệ này thì nó sẽ rất là thấp nha mọi người. Và cái thứ hai là do ảnh hưởng từ bên ngoài, do môi trường, do chúng ta thường xuyên tiếp xúc với những hóa chất gây ung thư này, hoặc là những virus và chất phóng xạ vân vân, rất là nhiều cái nguyên nhân. Vậy thì tinh dầu thông đỏ có tác dụng như thế nào đối với bệnh nhân ung thư ạ? Thì theo nghiên cứu và công bố của các nhà khoa học Mỹ năm 1993 thì trong lá và vỏ của cây thông đỏ thì có chứa hai cái hoạt chất là taxol và taxotere, thì có công dụng hỗ trợ đặc biệt trong cái việc điều trị ung thư nha mọi người. Nghiên cứu của trường Đại học Bệnh viện Seoul đã công bố hiệu quả ngăn chặn tế bào ung thư của hoạt chất taxol trong các cái bệnh ung thư, thật là tuyệt vời. Đối với những bệnh nhân ung thư phổi thì nó sẽ đạt tới 78,4%, đối với ung thư vú sẽ đạt tới 95,5%, ung thư gan sẽ đạt tới mức 90,6%, và đối với ung thư dạ dày thì đạt tới mức 87,2%. Chính vì vậy mà cái tinh dầu thông đỏ, đặc biệt là sản phẩm tinh dầu thông đỏ của Elali BH thì nó có khả năng là hỗ trợ rất là tốt cho các cái bệnh nhân trong cái quá trình điều trị ung thư, đặc biệt là bốn loại ung thư mà Thu vừa nêu ra, là ung thư phổi này, ung thư vú, ung thư gan và ung thư dạ dày, thì nó sẽ đạt cái kết quả tốt nhất, tốt cao nhất nha mọi người. Không những thế thì trong tinh dầu thông đỏ thì có cái khả năng là tăng cường sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch, thì đối với những bệnh nhân ung thư và đang đặc biệt là đang điều trị và hóa trị ung thư tại những bệnh viện ấy, thì khi mà chúng ta hóa trị thì chắc chắn là sức khỏe của chúng ta sẽ bị yếu rất là nhiều. Thì với tinh dầu thông đỏ, mọi người có thể là sử dụng kèm trong cái quá trình mà chúng ta đang điều trị hóa trị ung thư để giúp chúng ta tăng cường một cái sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch để chúng ta có sức khỏe, để chúng ta có thể phòng chống lại bệnh, đúng không ạ? Ngoài ra thì với tinh dầu thông đỏ của Elali BH, tại sao lại nó lại có cái khả năng hỗ trợ bệnh ung thư cao đến như vậy ạ? Tại vì trong tinh dầu thông đỏ thì nó được chiết xuất bởi 98% là tinh dầu của lá thông kim đỏ, tức là nó nguyên chất gần như 100%. Chính vì thế mà cái hiệu quả khi mà mọi người sử dụng nó sẽ đạt được cao nhất có thể nha mọi người. Và 2% nữa là được chiết xuất từ vitamin E, nó chiếm tới 67% D-alpha tocopherol. Chính vì thế mà nó rất là tốt cho sức khỏe cho của chúng ta. Nên đây là những cái công dụng tuyệt vời mà tinh dầu thông đỏ Elali BH nó mang lại cho mọi người, đặc biệt là cho những bệnh nhân đang trong bị ung thư này, hoặc đang trong cái quá trình mà điều trị ung thư, và đặc biệt là đối với những người mà chưa bị ung thư thì chúng ta có thể sử dụng tinh dầu thông đỏ để giúp là ngăn chặn cái sự phát triển và hình thành của các tế bào ung thư nha mọi người. Chính vì vậy mọi người hãy cùng Thu uống tinh dầu thông đỏ Elali BH mỗi ngày để phòng và hỗ trợ điều trị ung thư, và để cùng nhau chúng ta bảo vệ dòng máu sạch, để giúp cho chúng ta có một sức khỏe thật là tốt. Chúng ta khi mà chúng ta có sức khỏe tốt thì chúng ta mới có thể phòng chống được các cái căn bệnh, đúng không ạ? Và mọi người hãy uống để cho khỏe mỗi ngày cùng tinh dầu thông đỏ Elali BH nha mọi người.